về rồi hả mình? À, mà chỉ nhờ mình chuyện gì đó? Chị nói anh hai, anh có vợ nhỏ. Trời đất ơi, anh già vậy mà còn sinh tật hả? Thì già mới sinh tật, chứ mấy người trẻ thì... Thì sao? Vậy chứ hồi đó đó, hồi còn trẻ đó, ông cũng vậy á. Chuyện đã 20, 20 mấy năm rồi, mà bà còn nhắc lại làm gì nữa? Tôi không nhắc ông cũng nhớ mà. Vậy chiếc cà rá có khắc chữ HL đó, còn đó. HL là tên của ai? Phải Hương Lan không? Hương Lan. Đàn ông nào có vợ bé cũng đổ lỗi cho vợ lớn hết á. Phải rồi, tôi có lỗi đó. Ông nói cho con cái nó nghe hết đi. Hay mỗi lần mà tôi nói động tới nó đó, thì ông nhắc lại chuyện cũ. Ông là đàn ông á, mà ông hẹp hòi lắm mà. Bà khóc mà làm gì? Tính toán có giận hờn thì bà mới khóc. Chứ còn tôi đã khóc suốt hơn 20 năm rồi bà. Nhất là mỗi lần tôi thấy bông mâu môi mới đêm hồng trong gió chưa. Mỗi lần nghe tiếng quýt banh phòng rộn rã đón xuân sang. Mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngại, thấy nhà chợ Trường An, là mỗi lần tôi nhớ tới mùa xuân của đầu năm Bình Lừa. Nhớ tới dáng người vợ nhỏ chèo xuồng qua sông Mỹ Thuận để đưa tôi rời Tình Long Hồ. Tôi về Mỹ Tho để lo đùm bắp cho mẹ con bà. Nãy đã ngót 20 năm dấu vệ, tôi không hề được tin tức của người xưa. Mẹ con nó còn hay đã chết, bởi vậy đêm đêm tôi nằm cầm tóc một mình đối diện với lương tâm. Phải đâu khi xuồng vừa bắt bến là tôi đã chấm dứt tình thâm thù. Không nhắc tới thì thôi, chứ nhắc tới là tôi khổ lắm ông à. Hồi ông say mê nó đó, vì quá nghèo quá khổ, tôi phải xuống đó lấy lòng. Thiệt tình là tôi tới xin ông chút đỉnh đi nuôi con. Ông nói chuyện với tôi một cách lạnh lùng, bằng những tiếng bâng quơ, những lời trống trải. Có nhiều khi tôi tự ái, tôi muốn đánh cô Lan một trận cho hả lòng. Nhưng mà tôi kịp nghĩ, ghen làm sao đừng xấu ông chồng. Ông không nghĩ tới tôi mà tôi vẫn nghĩ tới ông. Ông làm cho con Lan được mời khinh người vợ lớn. Ông mà trong trâu thì phải khai mương, làm trai hai vợ mà ông thương không đồng. Chim quyên ăn trái nhạc lòng, thia thia quen chỗ mà vợ chồng sao ông vội quên hơi. Có câu đó bà cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Ông cứ nhắc tình phụ tử, chứ hồi ông có bà nhỏ, bộ thằng Nhân với thằng Hiếu sướng lắm sao? Sướng thì thằng Hiếu nó không có chết. Nhưng mà hiện giờ tôi ở cạnh tuổi non cho đến khi tôi nhắm mắt nè bà, vì tội nghiệp cái đứa kia, không biết nó sống chết
thế nào. Sống có được ấm no, chết có được yên một yên mà. Trong khi ba của nó thì lên xe xuống ngựa, một cũng ông cò, hai cũng ông cò. Ôi ông cò cũng là một người cầm cân nảy mực, nhưng mà bà, đối với các con thì tôi lại có sự bất công. Quận này tôi có trách nhiệm giữ trật tự an ninh, mà trong lòng của tôi lại không có an ninh trật tự. Bà thấy không, tóc của tôi nó cứ bạc thêm nhiều vì tuổi mới 50, mà ngổn ngang tâm sự trăm chiều.